Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Tý, tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày Mậu Tý, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa kỷ tuổi Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã, hay còn gọi là sao Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Bạch Hổ, kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh che chở cho bạn, cho nên vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay có phần thuận lợi hơn so với bình thường. Bạn mệnh tuổi Tý dù gặp phải những khó khăn cũng có thể tự mình giải quyết bằng chính năng lực của bản thân mình nữa. Nhờ vậy mà chặng đường thăng tiến trước mắt với bạn được rộng mở hơn, bản mệnh tuổi Tý có thể được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tạo điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn cho bạn để cho bạn trở thành người lãnh đạo kế cận. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy về sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Với bạn dễ mắc các vấn đề về thận. Nếu như bạn tuổi Tý không can thiệp sớm á, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm việc của bản mệnh. Bản mệnh cần phải nhanh chóng đi thăm khám bác sĩ và chữa trị kịp thời. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, khó khăn được giải quyết. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, dùng năng lực của bản thân để vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,
con đường thăng tiến được rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện bồi dưỡng thêm cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chú ý tới các vấn đề về thận, không để ảnh hưởng về sau này. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 61, số 79, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp được vận quý nhân lục hợp che chở, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được những cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng khi con đường công danh sự nghiệp của bạn rất thuận lợi. Chỉ cần bạn tuổi Sửu chịu khó làm việc, nắm bắt được cơ hội là chẳng lo thiếu tiền tiêu, bạn cần phải nỗ lực lên nữa bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có được nguồn thu nhập ổn định mà chủ yếu đến từ những ngành nghề tay trái, và có thể nó sẽ khiến cho bạn tuổi Sửu không có nhiều thời gian rảnh nhưng xứng đáng khi thu về lợi nhuận khả quan cho bạn. Tuy nhiên, về con đường tình duyên của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này lại có điềm báo gặp nhiều muộn phiền. Ngày này bạn đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp phải những trở ngại mà cả hai bạn chưa hề lường trước được. Cả hai đều rất rối rắm cho nên chưa tìm được cách để giải quyết sao cho thích hợp cả. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc được suôn sẻ, có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy phát triển rực rỡ hơn nữa nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội kịp thời. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nghề tay trái, có được thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm nhiều muộn phiền, đôi lứa có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quan hệ tình cảm rối rắm, khó giải quyết ổn thỏa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dần cố chấp làm theo ý của mình mà không nghe lời khuyên ngăn của bất cứ ai, cho nên có thể sẽ tiêu tiền phung phí vào nơi vào không thực sự cần thiết. Với bạn tuổi Dần, những lúc tài lộc bất ổn như thế này, cái điều quan trọng là bạn hãy tiết kiệm tối đa nếu như không muốn bản thân mình rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Với những khoản cần tiêu thì không thể nào tránh khỏi được, nhưng bạn nên tránh xa những buổi tụ tập bạn bè vô bổ, tiêu tốn về tiền bạc nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này giúp cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại được thăng hoa khi mà bản thân của bạn càng yêu người ấy nhiều hơn. Đối phương cũng luôn lo lắng và quan tâm tới bạn. Bạn thoải mái đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại nữa rồi. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy cẩn trọng khi đưa ra những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cố chấp làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên tiết kiệm tối đa những lúc
tài lộc bất ổn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc nên hạn chế các buổi tụ tập bạn bè vô bổ, tiêu tốn tiền bạc vô ích. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, con đường tình duyên thăng hoa, cả hai luôn quan tâm và yêu thương nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 48, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có những điềm báo, có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn trong ngày hôm nay. Tình cảm mong manh, dễ bị xô đổ bởi những tình huống không thể nào lường trước hết được. Và đặc biệt đó, trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn mệnh cần phải chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình. Thẳng thắn quá mức có thể khiến cho đối phương cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, mặc dù ban đầu bạn không hề có ý muốn nặng lời như vậy. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng không được sáng sủa cho lắm. Với bạn tuổi Mão, có thể có những quyết định sai lầm dẫn đến việc phải trả giá bằng chính đồng tiền bát gạo của mình. Bạn cần phải tỉnh táo lại trong cái trường hợp này bạn tuổi Mão nhé. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vận trình ảm đạm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm dễ rạn nứt vì những tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói, thẳng thắn đúng lúc, đúng nơi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tài lộc có nguy cơ, chú ý kiểm soát về tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm, có thể phải trả giá bằng tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 35, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn vận trình trong ngày hôm nay sẽ được quý nhân nâng đỡ, tài vận cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Nếu như bạn mệnh tuổi Thìn có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay là khai trương khởi nghiệp thì có thể mượn cát khí này để tiến hành, sẽ rất thuận lợi cho bạn nữa. Với bạn tuổi Thìn, cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi có cả thiên tài chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối, giúp cho bạn đi đúng đắn. Và bạn tuổi Thìn cũng đừng có ngần ngại dấn thân, thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn và chia đều cho mọi người, chỉ là bạn có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân vào hay là không mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, và đây là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của bạn gặp phải không ít những khó khăn, trở ngại. Người ấy có thể sẽ nghi ngờ và trách móc vì những chuyện mà bạn không làm. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn đừng có vội nản lòng, hãy tìm cơ hội để giải thích cho người ấy hiểu, để người ấy thông cảm cho bạn thay vì nghi ngờ vô căn cứ như vậy. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tài vận được tăng tiến không ngừng nên tranh thủ mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng có ngại dấn thân, mạo hiểm một chút để đạt được điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc,
thành công hay là không dựa vào việc bạn có nắm bắt được cơ hội đúng lúc hay không. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình cảm gặp trở ngại vì những nghi ngờ, trách móc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cơ hội để giải thích thay vì chiến tranh lạnh kéo dài. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 29, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thực thần độ mệnh, cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu đón nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền cũng như là mở rộng mối quan hệ làm ăn. Đây không phải là chuyện gì quá xa xôi, nhất là đối với bạn tuổi Tỵ đang theo đuổi những nghề nghiệp như là kinh doanh, buôn bán, đầu tư sẽ rất có lợi thế cho bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng có quên rằng cơ hội cũng đi kèm với cả những thách thức. Vì thế, bạn đừng có chủ quan khi thấy mọi thứ đều dễ dàng với mình quá. Thận trọng trong từng đường đi nước bước, tiến hành công việc sẽ giúp cho bạn tránh được những rủi ro không đáng có xảy ra. Trái ngược với những thuận lợi trong công việc và tài lộc của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, thì tình cảm vợ chồng của bạn mệnh lại gặp nhiều trục trặc do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành thủy hỏa tương xung gây ra. Đôi bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có nhiều cơ hội để kiếm tiền, mở rộng quy mô kinh doanh, mối quan hệ làm ăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, đầu tư, đón nhiều tin mừng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cơ hội kéo theo cả thách thức, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thận trọng trong từng đường đi nước bước để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng xung khắc, không khí gia đình thêm phần căng thẳng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi Ngọ mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, cạnh tranh khốc liệt trong môi trường làm việc. Bản mệnh tuổi Ngọ có thực lực nhưng dễ bị người khác chèn ép, cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về mình, và bạn có thể sẽ phải khá vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan giáng họa, chẳng những công việc của bạn không được tốt, về tình hình tài chính của bạn cũng chẳng ra làm sao. Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với bạn, làm gì cũng rất dễ mắc phải sai lầm, dễ hỏng việc. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ trong cái thời điểm này là bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào và hãy nhanh chóng xốc lại tinh thần trong công việc nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương xung cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn tiếp tục không biết tiết chế cảm xúc của mình thì có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Bạn muốn tỏa rõ tình cảm của mình nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng cái cách mà bạn thể hiện tình cảm sẽ khiến cho người ấy thấy sợ hãi mà bỏ chạy mất đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ
thuộc mệnh kim, mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, cạnh tranh khốc liệt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có thực lực nhưng bị chèn ép, cướp công, đoạt lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư mạo hiểm vào lúc tài chính có sự bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có thể khiến cho nửa kia phản cảm vì cái cách thể hiện tình cảm vồ vập của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Cái điều này có thể làm cho bạn tuổi Mùi vướng phải họa tiểu nhân, niếm đá giấu tay, khiến cho công sức của bạn vất vả gây dựng nên dường như đổ xuống sông, xuống biển. Trong công việc với bạn tuổi Mùi, bạn nên cố gắng chỉn chu hết mức có thể, không để cho lộ những sơ hở để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Điều này cũng là lý do khiến cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay lại khá lý tưởng. Tuy nhiên, cái nguồn thu nhập của bạn chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn mệnh tuổi Mùi, bạn chớ nên ôm đồm quá nhiều công việc khi mà công việc chính của mình vẫn còn làm chưa xong. Ngày này với bạn tuổi Mùi, tài lộc được hanh thông, nhưng bản mệnh trong ngày lại khổ về tâm khi mà ngũ hành xung khắc, khiến cho cái mối quan hệ tình cảm có phần trục trặc, đôi bên thiếu đi sự thấu hiểu và thông cảm, cho nên tranh cãi và mâu thuẫn khá nhiều với nhau. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tiểu nhân ném đá giấu tay, công sức vất vả gây dựng không được công nhận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cố gắng chỉn chu hết mức có thể, không để lộ những sơ hở cho kẻ xấu bụng lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tài lộc lý tưởng, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tránh ôm đồm quá nhiều việc khi công việc chính của bạn vẫn chưa ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, buồn phiền vì chuyện tình cảm gặp trục trặc, đôi bên không thấu hiểu cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn đang có được vận quý nhân ở bên chia chở, vận trình của bạn trong ngày hôm nay tràn đầy những điều may mắn. Con đường tình duyên của bạn được thuận lối, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đã có đôi rồi sẽ tìm về bên nhau. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, lịa bóng thì cũng không nên sốt ruột. Duyên đến muộn không có nghĩa là duyên không tới, bởi khi duyên tới, bạn có đuổi cũng chẳng đi. Và hôm nay với bạn tuổi Thân, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Song có nên duyên hay là không, còn phụ thuộc vào chính bản thân của bạn nữa. Tình cảm suôn sẻ là thế, nhưng trong ngày với bạn tuổi Thân lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn có thể sẽ phải gặp nhiều rắc rối trong công việc do kẻ tiểu nhân dắt tâm hãm hại. Bạn mệnh tuổi Thân cần phải kiểm tra những công việc mà mình đang làm, chớ có sơ sẩy để lộ những điểm yếu cho kẻ tiểu nhân lợi dụng phá hoại.
Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình thêm phần sáng sủa, tràn đầy may mắn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình duyên thuận lối, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội nên duyên đôi lứa với người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân tìm cách cản trở công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên kiểm tra kỹ những việc đang làm, tránh để lộ những sơ hở. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu cần phải cẩn trọng trong chuyện làm ăn của mình, chớ nên giao việc lớn vào tay người mình chưa tin tưởng. Thêm vào đó, với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng phải có các phương án đề phòng trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Việc luôn dự trù các tình huống xấu sẽ giúp cho bạn không bị rối và lúng túng khi gặp phải nguy cơ ập đến. Và thực tế, luôn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà bạn không thể nào ngờ tới được. Với tính cách chính trực, thẳng thắn sẵn có của mình, bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay vẫn đạt được những thuận lợi nhất định trong công việc. Nhờ có chính quan tương trợ mà nhiều người công nhận năng lực của bạn và họ khuyến khích bạn phát huy thêm năng lực, tài năng của mình thêm nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nên thận trọng trong chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên giao việc lớn vào tay người thiếu tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên có sẵn phương án đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, được công nhận và khuyến khích phát huy năng lực làm việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 66, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tuất chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình, tiền bạc cũng nhờ thế mà ùn ùn đổ về túi, và bạn có thể yên tâm về vấn đề tài chính trong ngày hôm nay nữa rồi. Tuy nhiên, việc có thêm nguồn thu nhập dồi dào khiến cho bạn tuổi Tuất lại có xu hướng chủ quan. Bạn đừng quên hãy lập ra cho mình những kế hoạch và xem xét ngân sách về tài chính, cũng như là cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách thật chu đáo, cẩn thận nữa. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có những mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm của bạn với người ấy. Và nếu là do hiểu lầm thì bạn tuổi Tuất nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng bạn hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe, chứ không phải khi mâu thuẫn lên đến đỉnh cả đỉnh điểm thì bạn lại nói là không phù hợp. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tài chính rủng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh xu hướng chủ quan khi tiền bạc đang dồi dào. Tử vi tuổi Canh Tuất
thuộc mệnh Kim nên có kế hoạch và xem xét lại ngân sách về tài chính hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được vận quý nhân tam hội, dẫn đường chỉ lối, cho nên chuyện gì cũng được suôn sẻ, cát lành. Đặc biệt là con đường tình duyên của bạn được soi sáng. Với bạn tuổi Hợi, chinh phục được trái tim của người mình thầm thương trọn mến đã lâu bằng chính tình cảm chân thành của mình nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, tạo cơ hội cho bạn phát huy được năng lực vốn có của mình. Và ngày này sẽ là thời điểm thích hợp mà với bạn tuổi Hợi khiến cho cấp trên phải có cái nhìn khác về mình nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu, theo hải thượng lãn ông, ngày này nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Do đó với bạn tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vận trình được suôn sẻ, đón nhiều điều cát lành. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, con đường tình duyên được soi sáng, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chinh phục được trái tim của người mình thầm thương trọn mến. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có được cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, khiến cấp trên có cái nhìn khác về những thành tựu mà bạn đã đạt được. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 89, số 97, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.